Bạn tên là gì? Dạ em là Tô Quang Đào, quê ở Nghệ An. Năm nay em 33 tuổi anh Quyền Linh. Làm nghề gì? Dạ em hiện đang làm bộ phận sale của công ty thủy sản Thăng Long ạ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh và chào mọi người có mặt trong khán phòng ngày hôm nay ạ. Chào bạn. Dạ. Rồi em tự giới thiệu về mình. Dạ, em là Nguyễn Thị Nguyệt, em năm nay 30 tuổi. Hiện em đang công tác tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan tổng quản. Nguyệt có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân mình, có những ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, em có nhiều tài lẻ. Dạ. Ví dụ? Ví dụ như đầu tiên là em hát được. À. Em có thể nấu ăn, làm tóc, massage, như massage mặt và massage body cho nữ. À, làm cho người khác hả? Đúng rồi ạ. Ừ. Em cũng làm được massage mặt được cho mình. Có nghĩa là hiện nay công việc cụ thể của bạn là làm chính ở Cục Thuế? Dạ, đó cơ quan tổng quản thôi anh ạ. Nhưng bạn, cái chuyên môn của bạn là gì? À, em là kiểm tra viên thuế ạ. Bây giờ anh có nợ thuế không? Dạ, hiện tại thuế đang nợ em. Thuế nợ em? Dạ. Là chưa hoàn thuế đúng không? Dạ, chưa hoàn thuế cho anh. Sẵn đây đòi luôn. Em đòi luôn, hôm nay đòi luôn. Hỏi cái thủ tục hoàn thuế sao? Dạ. Em ơi, bây giờ thu thuế doanh nghiệp về thuế gia đình nhà mình thuế thu làm sao em? Giống như tuyên ngôn của ngành thuế tụi em đó là thu được thuế và thu được lòng dân luôn ạ. Thu được thuế, thu lòng dân. Dạ, nên là nếu cả thuế gia đình thì em cũng muốn thu được cả hai thứ đấy. Tức là thu trên tinh thần tự nguyện. Ủa Nguyệt là quê đâu Nguyệt? À, em quê ở Thanh Hóa anh Linh. Thanh Hóa với Nghệ An cũng gần. Dạ, à, giáp dạ. ranh với nhau, không dạ. sao cả. À, Đạo có mấy mối tình rồi? Dạ, về mối tình thì em có một. Vậy thì bây giờ sau cái mối tình đó, chúng ta rút được kinh nghiệm gì? Thì nói chung thì em nghĩ là yêu chậm và yêu lâu dài thì tốt hơn là yêu nóng vội. Bạn cần điều gì ở người phụ nữ? Em muốn một người phụ nữ nhẹ nhàng, biết suy nghĩ trước sau. Dạ, rồi nói chung là người đó có một cái tấm lòng tốt là ok. Như vậy thì bạn nữ có yêu cầu gì không? Em thì em không yêu cầu nhưng em thích ạ. Thích cái mà em thích ạ. Em thích một người thông minh, sống tình cảm. Em đồng ý với cái quan điểm của bạn nam bên kia là có tấm lòng chia sẻ với tất cả mọi người. Em không thích con trai gia trưởng, bảo thủ, kém kiệt. Trước đây mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có hai chị. Mình chia tay cách đây bao lâu? Dạ hơn một năm rồi chị. Thế bạn nam có tật xấu gì không? Em thì nói chung là tương đối nóng nảy. Và cái việc mà kiềm chế cảm xúc thì cũng đáng phải cần cải thiện nhiều chị. Còn tật xấu gì nữa? Em nghĩ là sống cả nể. Cả nể? Dạ, sống cả nể và hơi cả tin. Còn bạn nữ có tật xấu gì nói luôn cho bạn trai biết. Em rất bất ngờ vì những cái tật xấu của bạn nam giống em. Rất là cảm tính phải không? Dạ đúng rồi, em cũng cả nể. Nhiều khi em hay nói với mọi người là em mất đi khả năng khước từ. Nghĩa là có thể là em thấy điều đấy là không tốt, hoặc là em thấy là việc đấy là thực sự là mình nên dùng, mình nên từ chối. À, nhưng mà em lại... Nếu vậy thì bây giờ chị yêu cầu em hát bài hát để tặng mọi người. Và chị nghĩ em cũng không thể nào khước từ. Dạ, em xin tặng mọi người một bài hát mà em thường hay hát trên cơ quan. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa quay. Em sang tay, em xòe tay, chẳng thể nào mà xua tan mây, chẳng thể nào mà che anh được. Chưa rút sợi thương ấy mây trăng mái lợp, rút sợi nhớ đan vòm xanh, nghiêng rượn đông mà che mưa anh, nghiêng rượn tây em xòe bóng man. Rợp trời thương ơi mây màu xanh xuân, mà em nghiêng hết mây về phương anh, mà em nghiêng hết ấy mây về phương anh. Hay quá. Rất là hay. Nghe nó ngọt ngào dễ sợ luôn. Lấy nó hay. Trời ơi. Giọng hát ngọt quá đi. Dạ. Sợi nhớ sợi thương hả? Dạ. Anh mình nên xao xuyến quá, anh lấy luôn hai sợi luôn. Dạ. Ngành thuế mà hát hay quá. Không ngờ luôn hả? Ngày nào cũng tiếp xúc biết bao nhiêu doanh nghiệp vô đóng thuế. Không lẽ không tình cảm nào hết với người nào đó hay sao em?
thực tế nó không vậy đâu anh ạ. Thấy vào nộp thuế mọi người cũng vui vẻ gặp em rồi. Ôi không phải đâu anh. Người ta sẽ không vui khi nộp thuế đâu ạ. Nói thế chứ nhiều người nộp thuế vui lắm á. Giống như anh cũng, anh với Tường đi nộp thuế cười há 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 luôn. Không, nếu mà anh với chị Tường đi nộp thuế cười, cái này em hôm nào phải nhờ anh chị tới tuyên truyền. Có anh tuyên truyền rồi, anh có khai thuế qua mạng. Em đó. Biết đúng rồi, cái đợt anh quảng cáo cho bên em cũng biết luôn ạ. Thuế quảng cáo. À, mình có mẫu người bạn trai lý tưởng mình như thế nào không, về ngoại hình bóc dáng để chị qua chị xem mặt nè. Dạ, em thích bạn nam cao chị, cao từ 1m7 trở lên thì càng tốt ạ. Cao chi dữ vậy, mình đâu có cao nhiều đâu. Em muốn con mình không giống em. À, thay đổi thế hệ phải không? Gì nữa, cao. Em cũng không thích đầu hói rồi. Nhiều người không thích đầu hói quá ta. Hói gì, có chứ ai đâu không thích ta. Đâu vén vén lên coi, che cái mặt tiền cứ vậy. Không hói gì. Không hói thì vuốt lên coi. Ý dạ. Bao nhiêu? Em thực ra cao 1m64. 64. Dạ, còn để cải thiện đời sống là chắc là em nghĩ là phải trên 1m7. Ừ. Dạ. Thôi nó chưa thì cải thiện thì mình sanh con ra mình cho uống nhiều chất vô ngay từ đầu, dinh dưỡng tốt vô thì cao thôi, đúng không? Dạ. Chứ đâu cần thiết phải cha cao con mới cao. Dạ. Không, giống ông hàng xóm vẫn cao được như thường. Mét 64 à. Nhưng mà đẹp trai lịch sự lắm. Được. Thôi không cho không gặp người thân nữa coi sao, em có đi ra không? Dạ em đi với em trai và bạn. Em trai em ruột đó hả? Dạ em con chú. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Thấy người bạn gái bên này như thế nào? Thì nhìn Bần Nguyệt, nếu như mà nhìn mới gặp á thì nghĩ là khoảng 25 tuổi thôi. Cái mà bạn Nguyệt yêu cầu của bên phía người đàn ông của mình á thì thấy là nào có nhiều đặc điểm, nhiều ưu điểm. Ví dụ như là tính trung thực, thẳng thắn, rồi có trách nhiệm. Mình cam đoan 100% là bạn của mình là có. Cam đoan 100% luôn, bảo hành trọn đời. Rồi, cảm ơn bạn. À, vậy mình có đi với người thân của mình không? Dạ, em đi với hai người bạn của em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào bạn ở trên sân khấu và các bạn khán giả. Rồi, chào em. Thấy ảnh bên kia sao? Dạ, em thấy anh bên kia là thanh niên nghiêm túc đó chị Nguyệt. Rồi, cảm ơn bạn. Bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau đi. Bây giờ sẽ đến lúc chúng ta trò chuyện với nhau trong 2 phút. Kéo màn lên. Và đây là quyết định của riêng bản thân mình nha. Hồi hộp chờ đợi dõi theo 2 phút của hai người. Nào, quay qua đi bạn. Trời. Rồi, em tặng đi. Rồi, em cảm ơn anh Đạo. Em cảm nhận về anh đầu tiên như nào? Thực ra là vừa mới kéo màn lên thì anh khác cũng sao với tưởng tượng của em. Nghĩa là em nghĩ tại cái giọng nói của anh hơi bị khó, em khó nghe. Em nghĩ là chắc anh là một người chắc là có vẻ là khô hơn, nhưng mà nó đã khá hơn rồi. Anh thì người sống tình cảm lắm. Dạ. Hiện tại là em đang làm việc ở quận... Em từ Thủ Đức. Thủ Đức hả? Dạ. Còn là gia đình ở ngoài quê hả? Ngoài quê ạ. Gia đình anh ngoài quê. Dạ. Em nghe hai người rất là nóng tính. Vậy thì khi nóng tính ai sẽ nhường ai? Nóng chắc chắn là em nhường rồi ạ. Tại vì em nóng vậy thôi, nhưng mà thấy người ta nóng hơn là em thôi. Anh ấy cũng có một chút gia trưởng và hơi quyết đoán đấy bạn. Về cái gia trưởng và hơi quyết đoán thì đây là cái mà em nghĩ là một cái điểm sượng á. Em thấy là mình dễ bị sượng nhau chỗ đấy. Tại vì khi nói là em cũng có nhiều cái em cũng cá tính lắm. Có nghĩa là khi mà em đã tiếp thu mọi lắng nghe thì em cũng muốn được là cái ý kiến của em đưa ra đó cũng được lắng nghe. Và mình sẽ gọi là mình đàm phán để sao mà đạt được cái sự ở mức hài hòa nhất. Chứ không phải là em hoàn toàn sai, anh hoàn toàn đúng. Vậy thực ra cái ngưỡng đúng sai ấy, nó nằm đôi khi là nó sự cá nhân, nó không có tiêu chuẩn nào hết đó. Bây giờ bạn trai hãy tỏ tình, nói một điều gì đó thật tình cảm với bạn gái rồi chúng ta quyết định. Thực ra thì anh cũng có cái ấn tượng đầu với em cũng tương đối là tốt. Thì cũng hy vọng là anh em mình cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Thì cùng hôm nay đến đây rồi cũng được quen em, anh rất là vui. Dạ, em cũng có cùng cảm xúc đấy với anh. Hết thời gian. Hết giờ. Rồi, xin mời bạn để tay vào nút bấm. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Như vậy là trái tim đã kết nối hai con người lại với nhau. Tặng thêm bạn những cơ hội với những chiếc vé xem phim. Các bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúng ta có thể nắm tay nhau để cảm nhận ở cái
À, chúc hai bạn hàng phúc nha. Dạ, hy vọng rằng các bạn sẽ có thiệp mời sớm sớm như chúng tôi. Dạ. Em cảm ơn. はじめまして、私はリンです。都内から来ました。 どうぞよろしくお願いします。今からさよなら大好きな人という歌を歌うと思いますけど。 Mời bạn nam. Mời bạn. Mời bạn nữ. Rồi, bạn nữ mình giới thiệu về mình đi. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh, bạn nam bên rèm và tất cả quý vị khán giả. Em tên là Xì Cẩm Liên. Xì Cẩm Liên? Dạ. Họ lạ quá, em người ở đâu? Dạ, em là người quê Đồng Nai ạ. Năm nay em 23 tuổi, hiện đang quê Đồng Nai nhưng mà em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, em đang làm bên phiên dịch tiếng Nhật cho một công ty Nhật. Nhìn em giống như em người Nhật luôn quá, sao thấy em nói tiếng Việt như không rành vậy? Dạ. Tại em hồi hộp quá cho nên là nói không rõ chữ ạ. Em trai bên đây cũng giống như Nhật Bản lắm á. Mời bạn trai giới thiệu. Chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên tấm rèm. Em tên là Nguyễn Kim Thành, năm nay em 25 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk, hiện đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Em làm gì Thành? Em là nhân viên kỹ thuật về cơ khí. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của em là gì hả bạn gái? Dạ, em sống có trách nhiệm, xong rồi luôn đúng giờ. Đúng dạ. Rồi, làm việc với người Nhật là phải đúng giờ. Làm việc đúng giờ. Còn khuyết điểm của em là em hơi nóng tính, hơi hậu đậu, với lại nữ công gia chánh của em không được tốt lắm ạ. Thành, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là không rượu bia, không hút thuốc và biết chăm lo cho gia đình. Có gia đình chưa mà biết? Ý là gia đình em. À, em hay đang sống. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em là đôi khi em hơi hiền và thường ngủ nướng những ngày nghỉ. Ồ, ngày nghỉ ngủ nướng là đúng rồi, đâu có bình thường đâu mà. Có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình hồi cấp 3 đó. Yêu nhau được mấy năm? Em chỉ yêu nhau được 1 năm. À. Dạ. Yêu sơ sơ thôi đúng không? Dạ. Gọi là thích tình bắt vai đó. Dạ, đúng. Tình bắt vai. Bên bạn gái. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ. Từ trước đến giờ em chưa có mối tình nào ạ. Chưa có mối tình nào? Dạ. Không có bắt vai luôn hả em? Dạ, không bắt vai luôn ạ. Lý do tại sao một cô bé năng động xinh xắn từ hồi tiểu học đến cấp 3 là chưa có ý định là kiếm người yêu. Tiểu học mà ý định kiếm người yêu chị em? Dạ. Xong rồi lên đại học, tại vì trường em là trường nhân văn đó chị, trường em ít con trai lắm, nói chung là không có cơ hội tiếp xúc con trai. Đi làm cũng không có cơ hội tiếp xúc con trai. Đi luôn. Làm sao không có tiếp xúc con trai? Công ty đó tổng cộng 10 người nhưng mà chỉ có một người là bác người Nhật là con trai thôi, còn nhân viên còn lại là con gái hết ạ. Dạ. 4 năm đi học đại học cũng không có ai để ý luôn. Dạ đúng rồi, không ai cưới hết chị. Mà em có thích ai, em có yêu đơn phương ai không? Dạ chưa luôn ạ. Cái gì kỳ vậy? Rồi có thích bạn gái nào không? Dạ không luôn, không thích bạn gái. Xem vô cảm với mọi người xung quanh. Thích ngắm trai đẹp. Thích ngắm trai đẹp. Dạ. À, ít ra phải có một cái thích chi tiết đẹp. Dạ là có thích ngắm trai đẹp đúng dạ, không? Dạ có. Rồi em có cái chuẩn người lý tưởng của em là người như thế nào không? Dạ anh Quyền Linh ạ. Anh Quyền Linh. Dạ. Trời ơi, Quyền Linh hạnh phúc quá. Ai đến bạn muốn hẹn hò cũng thích chuẩn giống như anh Quyền Linh hết trơn á, trời á. Nhưng mà về tính cách đó em gái. Dạ. Em thích người đàn ông như thế nào? Ừ, không nóng tính, không gia trưởng. Bên đây hiền khô à? Hết rồi ạ. Hết rồi hả? Dạ. Rồi bạn gái bên kia dễ thương quá. Em trai, em dạ. Thích người phụ nữ như thế nào? Em thích người phụ nữ biết đối nội đối ngoại, đối với gia đình. Đối nội đối ngoại luôn dạ. Hả? Không thích gì ở người phụ nữ? Em nhiều chuyện. Em không thích người phụ nữ gì. Bà Tám nữa hả? Dạ. Đôi khi nhiều chuyện một ít thôi cũng được. Không nên nhiều chuyện. Đây hiền quá. Để anh dạ. Quang coi đối tượng bên kia coi. Có giống tiêu chuẩn của em không nha? Dạ. Ồ, chào em gái. Em chào anh. Dễ thương quá. Em không thích điều gì ở người đàn ông? Không thích hút lá. Với lại khạc những bừa bãi. Em trai có thuốc không? Dạ không, chắc không. Với lại tuân thủ luật giao thông. Kì có đi ẩu không? Dạ không anh. Không luôn, đúng rồi đó. Em có thích làm dâu không? Được ạ, nhưng mà em cần học thêm về nữ công gia chánh. À, phải học thêm ha. Dạ. Ta có ý, ta muốn học là tốt rồi. Đúng rồi, với lại giờ làm dâu cũng dễ lắm ơi. Làm dâu sướng thế mồ. Làm dâu giao con cho mẹ chồng với cha chồng không à. Thiệt chứ bộ. Mà thấy đàn gái ngon không? Ừ. Quá ngon lành luôn. Xuất sắc. Nhưng mà bây giờ chị hỏi em nè. Dạ. Bây giờ nếu mà ưng bờ được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là năm 2019 đi ạ. Ai coi vậy, tuổi đó ai coi?
em nghe mẹ em nói vậy. Coi như bây giờ nếu mà tướng tá là tất cả mọi thứ là y như anh Quyền Linh là được, đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Rồi. Em chào chị ạ. À, con trai anh Quyền Linh ha. Hiền lắm luôn á. Hay lắm nhưng mà nhìn có chút giác vậy. Nhìn em không nhỏ lắm đâu ạ. Không, có cái mặt. Ngồi thẳng cái lưng lên coi cho nó cao lên. Em cao mét mấy? Em có mét 78 ạ. Nó có một mối tình à hả? Dạ. Dắt dài thôi, chưa có yêu dắt giống đâu. Dắt dài thôi chứ cũng chưa làm ăn được. Chưa kinh nghiệm yêu đương đâu. Bao lâu tiến tới hôn nhân được? Dạ khoảng 1-2 năm thôi. Bên đây coi tuổi đó, 29 được không? 2019 được. Nhưng mà công việc em đã ổn định chưa? Dạ công việc của em thì ổn định ạ. Rồi mình lập nghiệp ở đâu? Em lập nghiệp ở Đồng Nai. Nhà bạn gái ở Đồng Nai. Nhưng bây giờ trong thời điểm này là bây giờ một người ở một nơi thì em định hẹn hò như thế nào? Em có thời gian rảnh cuối tuần không ạ? Dạ có, thứ bảy chủ nhật em rảnh ạ. À như vậy được. Tuần anh lên em, tuần em về thăm nhà, sẵn thăm anh luôn. Cũng tiện quá ha. Dạ. Sắp tới tao có tuyến metro đi nhanh lắm. Ba mẹ hối lấy vợ chưa? Dạ cũng xém hối. Ủa nhưng mà giờ nếu lấy vợ thì ai lo? Thì bố mẹ em với cả em cũng chuẩn bị một số vốn rồi. Có chuẩn bị số vốn mà hả? Em có chuẩn bị, nếu mà có động lực thì em sẽ cố gắng. Cố gắng nữa, còn tới năm mấy để dành nữa ha. Hai đứa quen nhau rồi tự học kinh nghiệm lẫn nhau ha. Dạ. Cũng rồi. Được, mặt hơi baby. Mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn cùng phòng với lại hai đồng nghiệp của em ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào các bạn đã có mặt tại trường quay ạ. Rồi em. Thì chị nghĩ là với cái người mà thích soái ca như em thì chắc là bạn cũng đạt được 70-80%. Thêm nữa là chị cũng có nhận thấy là hai đứa có một cái thói quen khá giống nhau, là tại vì đang ế nên là cuối tuần ngủ rất là trưa, thì chị rất là mong là hai đứa là khi quen nhau rồi á thì thứ bảy chủ nhật cuối tuần thì mình hẹn gặp nhau tập thể dục thể thao ha. Trời nghĩ chắc không có đâu. Hai đứa có tính ngủ trưa gặp nhau chắc ngủ tới tối luôn. Thì chị cũng muốn nhắn gửi tới bạn nam là bé Liên á rất là hiền và nó rất là rụt rè, thì chị rất là mong mà hai đứa cho nhau cơ hội. Dạ em xin hết ạ. Cảm ơn em. Rồi bạn trai Thành đi với ai? Dạ em đi với bố và chú, em gái và ho mượn. Có bố là được rồi đó. Rồi cho gặp bố của Thành ạ. Dạ chào chú ạ. Xin chào chú ạ. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Tôi là bố của Thành. Rất là cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho hai cháu tìm hiểu nhau để hẹn hò. Con ở Đồng Nai ở chỗ nào? Dạ con ở Đồng Nai Biên Hòa chú. Ở Biên Hòa. Biên Hòa ở khu Bình Đa. Cũng gần gần cái trại á. Dạ. Nhà bác ở bên bên thành phố á. Dạ con biết chỗ đó, chỗ đó bưởi ngon ạ. Bưởi có bưởi nổi tiếng. Dạ. Nói chung bố là duyệt đấy. Còn con hai đứa phải tạo cơ hội cho nhau để tìm hiểu thêm. Thôi mở màn lên cho hai trẻ gặp mặt đi. Ráng nha. Đây chị quay cho. Hả? Chào em. Anh cảm ơn quá. Xin cảm ơn nhiều ạ. Em cảm nhận thế nào về anh? Dạ em thấy anh trẻ hơn em. Trẻ hơn á. Tại mặt em nhìn nó hơi chững chạc, hơi đứng tuổi ạ. Không, anh thấy em trẻ mà. Nhìn rất là xinh. Em cảm ơn nhiều ạ. Mà em thường đi làm á, em hỏi mấy chú người Nhật, mấy chú từng nói em là 27-28 không ạ? Em không đến đâu, chắc 17 ạ. Cái này hơi quá. Em cảm ơn nhiều ạ. Anh đi làm ở Đồng Nai luôn ạ? Ờ đúng rồi. Hôm một tháng em có về quê khoảng 2 lần. Là có thể là mình hẹn hò ở Đồng Nai được. Nhưng mà ngoài ra, ví dụ lâu lâu anh có muốn hẹn hò ở thành phố Hồ Chí Minh không? Anh sẽ sắp xếp thời gian. Dạ. Nếu em đồng ý. Em giờ hát tặng ảnh bài tiếng Nhật đi. Giới thiệu bằng tiếng Nhật luôn cho anh biết, anh hiểu không? Anh có biết tiếng Nhật không? À anh biết nói nhưng mà nó không biết anh. Dạ. Em nói cho một khúc thôi rồi em hát một hai câu thôi. Đúng nha. Rồi. Hy vọng thì em sẽ dạy anh bài đó. Dạ. Hajimemashite. Watashi wa Rin desu. Donai kara kimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Ima kara Sayonara da suki na hito to iu uta o utau to omoimasu kedo. Em dịch luôn đi em cho họ thấy không ai hiểu rồi đó. Dạ. Câu em vừa nói là xin chào, lần đầu tiên gặp mặt, em tên là Liên và quê ở Đồng Nai. Từ sau này trở đi rất mong anh giúp đỡ. Rồi em sẽ hát cái một hai câu trong bài Sayonara no Dasuki na Hito, tạm biệt người yêu dấu ạ. Chưa gì hết trơn, tạm biệt rồi. Em không biết hát bài nào hết. Trời ơi, hát bài này buồn quá, nó xui đó em. Dạ, thôi hát bài khác vậy. Đúng rồi. Bài gì? Kimio no CT. Gì tê, ai tê? À, cái bài này trong cái phim
lâu đài trên không á. Ừ, được, được, lâu đài trên không được. Rồi, bắt đầu. À no chi hei sen kagayaku no wa doko ka ni kimi ni kakushite iru kara. Đã hết rồi. Rồi em trai hát tặng lại đi tiếng Nhi Nhật luôn đi. Hát bài chủ nhật đó. Em chỉ xin hát một khúc thôi. Đứng đứng thẳng lưng lên, đứng kế bên cho cô thấy mình cao. Cao mấy 7-8 lần đó. Nhìn. Sẽ luôn ở gần bên em, sẽ luôn là bờ vai ấm em, sẽ luôn kề cạnh bên em, cùng em đi đến chân trời. Hết rồi. Anh hát dở lắm. Không, em bỏ qua ha. Rồi chúng ta thấy tương lai thế nào về nếu mà lấy nhau về ai giữ tiền thì con cái, con trai hay gái, bày tỏ quan điểm của mình luôn. Dạ em không có tốn tiền vào mua sắm trang điểm này nọ, nhưng mà em tốn tiền ăn ạ. Cho nên là tiền đó hả? Ừ thôi để em giữ đi. Chốt rất dễ thương. Giữ tiền nha. Được, phụ nữ giữ tiền là rất tốt. Dạ và con cái anh tính thế nào? Đàn ông bị cái tật là thích con trai. Dạ. Về đàn bà đẻ không được, không phải làm sao được con trai, đẻ không được buồn. Thành ra cái quan điểm này phải tỏ rõ luôn. À không, em quan điểm rõ ràng đó. Sống với nhau lâu dài. Dạ. Tình cảm đối với nhau là quan trọng. Con trai hay con gái gì không sao, không vấn đề gì hết. Ừ, nghĩ là vậy. Tốt đấy. Đây những cái lời nói là sẽ là bằng chứng trước tòa đó nha. Không có chối được đâu nha, TV còn hoài luôn đó. Thành ra nói cái gì phải nhớ cho kỹ. Em có thích xem phim không? Dạ, có. Nếu có thời gian thì chúng mình xem cùng đi xem phim. À, anh thích xem Đô Vật Mỹ không? Anh không thường xem nhưng mà W Y á. À, có. Em thỉnh thoảng anh cũng hay xem lắm. Xin. Em mạnh mẽ. Em xem người ta đấu thôi chứ em không chưa đấu được. Cái tim có rung động trước cô gái đó chưa? Thích không? Dạ tất nhiên rồi ạ. Thích người... không? Thích ạ, một người cô gái dễ thương như vậy sao không thích được ạ? Thì nói với cổ kìa. Nói anh thích gì đó, thích không? À... cho anh một cơ hội nhé. Dạ, anh cũng cho em một cơ hội nha. Hai bạn coi như là đây có thể là mối tình đầu sâu sắc đấy. Suy nghĩ thật kỹ nha. Đang có ba mẹ, ông bà, làng xóm theo dõi chương trình. Tuy rằng chúng ta còn nhỏ tuổi nhưng mà suy nghĩ cũng phải chín chắn, bởi vì đây là chuyện tình cảm rất thiêng liêng, không thể bấm nút bừa rồi xuống dưới kia uống cà phê là thôi nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Dễ thương. Nào nắm tay nào. Đấy. Ví dụ như em dạy cho em trai nói anh yêu em là nói sao tiếng Nhật á? Dasuki desu. Nói đi. Dasuki desu. Dasuki desu. Đúng rồi, chị Cát Tường nó chuẩn hơn. Đúng rồi, có chữ ki chữ kêu gì giống đó. Nào nói lại nào. Dasuki desu. Dasuki desu. Dasuki desu. Trời ơi, không có khả năng. Dasuki desu. Dasuki desu. Ráng đi, từ từ tập nha. Học trò đừng ngoan lắm á.